Mặc dù ta thấy rằng đây là một khu vực có cho mình hai đảo thật đấy, nhưng với một map thi đấu như là Tiago có vô vàn những cách bạn có thể di chuyển. Và kể cả bây giờ khi mà đã có cả gói cứu trợ khẩn cấp rồi, nhưng mà thôi pha này thì thôi. Bắn Long Ca cục thế này ư, và Long Ca sẽ người ra đi đầu tiên rồi về phía team New Hope Esports. Đội tuyển vừa đem về trong cái top 1 ở trong game thứ vừa rồi. Cùng với solo gì có thể xoay sở 4 player bên phía team Gentleman hay không đây? Trả đồ ra, lắc ra bắn là chuẩn xác đến tay con. Nhưng Mooncake đổi mạng ngay sau đó. Trên tay Mark còn đang làm khẩu bazooka nữa cơ. Và đang sẵn sàng chờ đón đội hình bên phía team Sword Esports ở trong pha thiếu này. Vâng, Imad vẫn còn cho mình khu vực tảng đá, một cái vị trí rất thuận lợi để có thể né tránh những cái loạt đạn của cái khẩu bazooka này. Tuy nhiên thì cái cơ hội để cứu lại tay con sẽ là tương đối khó nha. Sologi nó có những thái muốn mở cánh, Marcus cũng trả nét để kết liễu được tài còn. Và bây giờ tình huống nằm, ui ui, suýt chút nữa đã phải bỏ mạng lại đến từ trong bùn cây. Tuy nhiên Hải Saki vừa rồi đã bị knock out khi mà đội hình team Năng Khoa họ đang đứng từ trên cao bắn xuống. Và bây giờ Bazooka, ui, bắn vào đất ạ. Cấy đất đến từ vị trí của Marcus và cái kết dành cho anh ta nó cũng cực kỳ là thảm hại. Marcus pha đấy còn nhảy qua cửa sổ và ăn trọn quả Molotov đến đội hình bên phía team Serbert Esports. Và sau đó thì Seth tiếp tục đem về điểm kim thứ hai, nhưng mà Hải Saki tài con đều đã nằm xuống rồi. Nhưng Gentleman bất ngờ thay lại dừng lại ở vị trí top 16. Nhưng mà với góc di chuyển này thì có vẻ như là chỉ biết người xa chứ không thể nào đoán được ra là Tân Vũ đang ở rất gần mình. Và anh cũng xem Jun xử lý như thế nào đây. Đứng trước cái cửa tử thì liệu có bất ngờ nào nó tạo ra hay không đây. Khi mà Jun trời ạ, không thể làm được bất kỳ điều gì cả. Phát hiện ra đeo win nhưng Tân Vũ mới kết liễu anh ta. Và sau cùng là điểm kim đầu tiên dành cho đội hình team giới Spendable. Rất dễ dàng. Nimat thì chơi một cách tương đối cẩn thận, lùi hẳn vào trong khu vực nhà. Sologi đang động thái muốn chạy sang. Và bây giờ thì buy the time rồi. Vị trí của Himat nốc vào được trang bị. Tình huống nhảy bắn bazooka là tốt đến từ Himat. Thật sự rồi, BBKS bây giờ nếu mà trả nét không chuẩn xác thì có khi cũng đoạt luôn vị trí của anh chàng đó Yang Mi. Hoàng Kim Minh bị nốc vào và chính thức sẽ là câu chuyện 2 đấu 2 ở trong pha thiếu này. Vâng, cũng là bazooka nên cái viên đạn bazooka vừa rồi bắn cảm giác thì không thực sự là quá hay. Còn trong cái đó Mentori đang chưa thể nào cover được cho những người đội của mình khi mà bộ đôi Himat và Soji đã tiếp cận được với nhau. Bom Blue Zone cũng đã được trả ra. Thế trận đang trở nên khó hơn rất nhiều khi mà họ cần mình một lần nữa lại bị knock out. Và bây giờ thì khi cả hai người bên Vesuvius tiếp cận được với nhau thì đó là thời cơ để họ có thể đưa ra đòn hồi mã thường. Chỉ có lại Mentori ở phía xa thôi, chắc chắn Serious Esports họ biết điều này. Tuy nhiên cần phải confirm cho những điểm kill thật là nhanh. Soji đang cố gắng truy tìm ở trong khu vực smoke. Và ít nhất thì Seth cũng đã có cho mình điểm kill thứ tư. Mentori chủ động bỏ đi thì có thể sẽ là cơ hội điểm kill thứ 5 dành cho bên phía team Serious Esports. Rất nỗ lực đến từ bộ đội Sologi và cuối nhất chính là Himat. Phải nói rằng Himat và Sologi đã có cho mình một pha thi đấu 2v4 tuyệt vời trong tình huống vừa rồi. Tam Thất cũng đã yếu máu, Tân Vũ bay đến nửa cây. Đối phương đang cầm những quả nết liên tiếp được trả vào đội hình bên phía team The Expendable. Nhưng UDC đã để bất người, nhưng với quả nết tiếp theo hãy nhìn mà xem, đeo yêu một chấm máu còn confirm thêm điểm kill đến từ chiếc hiếu nữa cơ. Quá khó dành cho bên phía team giới Expendable ở trong pha thiếu này. Chưa thì nào đủ đam để kết liễu bất kỳ một ai cả. Tuy nhiên Tân Vũ trong một cái tình huống nỗ lực đẩy lên để phản đam thì ngay lập tức đã phải ngã xuống. Deathjoy lần thứ hai làm tốt hơn rất nhiều. Và Tam Thất thì đang ở một khoảng cách quá xa, không nhiều cơ hội để cứu những người đồng đội của mình. Và với đội hình bên phía UNC cũng tiếp tục để bất người và không ai khác đó là tên 3T. XS cũng đang rất cố gắng bắn với theo đã những viên đạn vào mồm của Hakai. Một chấm máu còn lại mà thôi, xuống xe và không thể nào kịp hồi máu được đến từ vị trí của Hakai. Nhưng Mason D sẽ là tên cuối cùng đến từ đội hình BBKS và cũng không thể nào phản kháng được nữa. Đó là điểm kill đầu tiên dành cho bên phía team NGE. Thế trận thế của mình và pha này thôi quá khó. Chí Duy còn lại đúng một chấm máu và trên tay Z sẽ là quả nết được trả ra thôi. Và Chí Duy ăn trọn quả nết này. Giảm sức Esports bảo LP đang vô cùng gần đội hình bên phía Fake Team. Và đây một pha thiếu đã là cài người đến từ bên phía team giảm sức, nhưng thanh nhân vừa là người knock out và sau đó là điểm kill đến từ bên phía Fake Team cơ. Bảo LP pha này móc phải đem về rất nhiều lợi thế nha, chứ còn nếu không đem về cho mình cơ hội nào thì chắc chắn đội hình bên phía team giảm sức Esports đã có tiếng tin lầm người. Hãy cùng xem nào, bảo LP đang vô cùng gần đối phương và gần như chắc chắn bên phía team Fake Team sẽ không ai chết đằng sau lưng cả. Một cơ hội sấy knock out đến tận hai người, mới ông nào knock out được một mà thôi. Đối phương vẫn còn đó lượng máu trên người, bảo bị đẩy ra ngoài vòng bò và bây giờ ngay cố gắng knock out người thứ hai, nhưng liệu rằng có được hay không đây. Còn phơi mình điểm kill này và vẫn đang cố gắng sấy đến từ cái tên bảo LP, nhưng trong cái đó phía bên trong kia thì Fake Team đang liên tục để mất người rồi. Không ai khác là bên phía team Garden Angel. Còn với các thuyền bên phía team Play United thì họ không còn ai cả. Và kể cả bên phía team giới Expendable, top 12, top 13 liên tiếp diễn ra. Còn với đội hình bên phía team giảm sức Esports thì bảo LP tanh bo sâu quá đi luôn em ạ. Nó wow là đúng một người, một cái giá phải trả rất đắt đến đội hình bên phía team giảm sức Esports. Và phải nói rằng tên như thế nào thì người bắn cũng như vậy mà thôi. Rất là tếu táo.
tưởng chừng pha đó thì Bảo LP sẽ có thể làm được nhiều hơn, nhưng không, anh ấy chỉ làm đúng một điểm kill thôi và anh ấy chết bởi vòng bo. Và sau đó thì với đội hình bên phía team Garden Angel, bên tuyển đã có cho mình Hòm Thính, ốp, các thứ thì cũng phải rời cuộc chơi ngay lập tức ở vị trí top 11. Chính xác, mang siêu thính nhưng lại không thể đem về cho mình đó là chiến thắng. Còn bây giờ thì quay trở lại với các bên phía GE, họ đang muốn công nhà bên phía Keybox. Tật sơ ti đã vào được trong mình một cái vị trí là rất đẹp rồi, lửa trả ra là quá đầu. Đây là sẽ là một cái cuộc chiến mang tính chất cực kỳ quan trọng dành cho bên phía team GE nhà. Nhưng mà chúng ta để thấy thì GE họ vẫn đang chiếm được cho mình một cái lợi thế là quá lớn. Nhưng tình cảnh ở thời điểm hiện tại mới chỉ là lợi thế mặt vị trí mà thôi. Còn ở bên kia trên tuyến, các bên phía Keybox tật họ vẫn còn lại với 3 người. Và hai đội tuyển này sẽ cần phải giải quyết nhau thật là nhanh để có thể tiếp cận đến vòng bó tiếp theo. iPao có vẻ như cái vị trí của anh ta lộ ở trên khu vực bãi nhà đã được biết đến từ GE rồi. Có cho mình Nate, có cho mình Bazooka. Và bây giờ iPao hãy cùng xem nào. iPao vẫn đang quáng dòm ngó đối phương. Serti sẽ cần phải có một cái cú chạy ngay. Serti đã để ra lộ vị trí của mình và Serti chưa phải ngã xuống. Một tiếng lấy xe di chuyển và bây giờ sẽ là tap đến từ Z. Cover như vậy đã là quá tốt rồi. Sẽ cố gắng di chuyển đến từ cả hai team thay vì là cố gắng giao chiến ở khu vực áo bò. Thật sự tầm này đội hình bên phía team Genus Esports cứ mỗi game thì đấu họ mang về chỉ một vài điểm thôi. Đã là một cái sự rất nguy hiểm đến đội hình bên phía team The Expendables rồi. Một cái mối nguy mà đội hình bên phía team The Expendables không tài nào có thể cản bước được. Còn với cái tên bên phía team Giáp Sẽ Esports, sau khi để mất cho mình hai người trong tướng công bát vừa rồi thì bây giờ họ đang rất gần với các tên bên Qbox United. Còn với Server Esports thì thật sự là quá khó khăn. Bắt người từ sớm, Himat solo dịu nó vô cùng. Đá system tới trời, nhưng phía bên ngoài kia vẫn còn đó là thêm cả tên MC nữa. Và Fake Team công thẳng vào góc đứng bên phía team Giáp Sẽ Esports. Và đó double kill gọi tên 6789. Drive-by là không hiệu quả nhưng thun của bầu. Bây giờ thì đã dịch team với chung quẩy Sama vừa rồi đã bị knock out. Còn quay trở lại với GE thì GE cũng đã mất đi một người sau khi xét lấy được mạng của bóng. Còn quay trở lại với cả các viên bên phía của DSA. Trời ạ, họ lại còn bị các viên bên phía thì Euro Cyber Esports bắn phá vào cờ. Mèo U đã phải ngã xuống rồi. Da City họ sẽ giải quyết bài toán của mình như thế nào đây? Khi mà lượng đồ không còn là quá nhiều nữa, Thành Đạt còn lại một quả spoke để có thể hỗ trợ cho anh chàng quẩy Sama. Nhưng đây là một vị trí tương đối khuất rồi. Nhưng chắc chắn với việc cứu người như thế thì sẽ khiến cho vị trí của Juni chỉ còn lại một mình trong những cái pha. Đó là Giáp Sĩ Esports sẽ sinh tồn như thế nào đây? Thứ này 6789 vẫn đang rất cố gắng xây một chấm máu còn lại cho 6789 thôi. Yuta là knock out. Nhưng bây giờ Serti sai thảm mình. Double knock out 6789 nữa rồi. Một pha xây là tuyệt vời đến cái tên 6789. Và nó khiến cho đội hình bên phía team Genus Esports đang gặp khó pha thiếu này. Chỉ còn lại một cái tên Jet mà thôi. Và tầm này thì hãy cùng xem Vinh Siêu nào. Còn nó là một khiên gập trên người. Còn 6789 sẽ đem về những điểm Q tiếp theo dành cho đội hình bên phía team Giáp Sĩ Esports. Confirm về điểm Q thứ 3 rồi. Đang khoa game mình dừng lại với top 8 mà thôi. Họ ngay lập tức phải đụng độ cả các thêm bên phía team NGE cùng với đó Qbox United. Còn với Satan thì họ cũng đang tan vỡ trước đây bên phía Digon Cyber Esports. Chỉ còn lại một mình siêu phi trong một tình huống 1v2. Rất nhiều đồ đã bóp ra rồi. Và bây giờ thì sẽ là cố gắng đẩy lên cùng nhau để giải quyết nốt lĩnh vực siêu phi. Tuy nhiên đang trả ra là rất lớn, nhưng sau cùng thì Demon cũng đã xuất hiện kịp thời để có thể kết liễu thêm bên phía Dark Satan Esports. Một tình huống quét sạch và cầm về 9 điểm kill dành cho UNC. Tuy nhiên đây là một game gì đó mà chúng ta thấy cơ hội dành cho NG là cực kỳ lớn. Họ quét được AT, họ đã di chuyển ở trung tâm vòng bo và họ đang có cho mình một cái góc đứng là cực kỳ đẹp. Vừa là sườn đồi, vừa được che chắn bởi địa hình và cũng có thể tiếp cận được với cho mình những hòm thính nữa. Còn đối với Keybox thì tật trí của anh chàng iPao, iPao di chuyển thật sự là nhanh chóng và sẽ có cho mình một cái vị trí có lẽ đủ đẹp chẳng one, không? Gầm xe. One tap đến từ vị trí của Z. Dịch thọ bằng mày one tap đến từ Z luôn, đúng một viên đạn AOG được bắn ra với đồng ngắm X3 thôi. Nhưng nó là chuẩn xác và đem về cho mình điểm kill thứ 6 đến từ đội hình bên phía team Genus Esports. Chính xác là thứ 7 luôn rồi. Những tuyển phía bên dưới sẽ gần như không có bất cứ một cơ hội nào để có cho mình câu chuyện comeback tại trận thiếu cuối cùng này. Chính xác, bây giờ thì đội hình Genus Esports mất đi cơ hội bắn vào vị trí Z. Nhưng bây giờ thì quẩy Sama đã xuất hiện ở khu vực mạng sườn và Jiu đã phải ngã xuống. Quẩy Sama đang quấn truy lùng nốt người còn lại. Quẩy Sama phát hiện được vị trí của đối phương rồi, sẽ là tiếng bóp flat để có thể đẩy lên đến tất cả đôi bên. Nhưng quả flat khiến cho Demon đang tương đối trắng, nhưng những sự hỗ trợ từ đồng đội và khiến cho Demon bây giờ chỉ còn lại một chấm máu mà thôi. 42 máu là gì Demon còn, nhưng cuối cùng thì cũng đã phải ngã xuống. Còn đối với Dark Side Team chỉ còn lại với một người. Đây sẽ là cái top 1 dành cho bên phía team New Generation Esports. Nhưng top 2 dành cho ai? Top 2 dành ai bây giờ mới điều quan trọng cơ. Đúng. Hoặc là để xem liệu rằng Z còn có thêm cho mình bao nhiêu điểm kill nữa. Khi cái vườn đó về của Hakai rồi. Nhưng đây là pha 1 đấu 3 đến với Z. Nên được trả vào rất đau và đó top 3 đến đội hình bên phía Dark Side Team. Một câu chuyện quá kinh khủng đến đội hình bên phía team Genus Esports. Và bây giờ thì chắc chắn cái chết là thứ chờ đợi anh chàng Genus Esports này mà thôi. Z rất nỗ lực rồi.